Chào các bạn, chào mừng đến với chương trình livestream đặc biệt của chúng tôi trong chuỗi sự kiện Đầu tư bất động sản và định cư châu Âu. Hai số phát sóng trước, chúng ta đã được tìm hiểu những thông tin hấp dẫn về đầu tư bất động sản và cư trú Hy Lạp cũng như chương trình nhận thẻ xanh châu Âu Bulgaria. Trong lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một cơ hội hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một hướng đi mới trong việc đầu tư và phát triển tài sản, đồng thời mở rộng cơ hội quốc tịch tại Bồ Đào Nha thông qua chương trình visa D7. Bồ Đào Nha, chỉ cần nghe tên thôi, ta đã mường tượng ra những bãi biển đầy ánh nắng, những ngọn núi xinh đẹp với những vườn nho trải dài và những thành phố sôi động đậm dấu ấn lịch sử. Từ vẻ đẹp hoang sơ của Algarve đến những con phố lát đá duyên dáng của Lisbon, Bồ Đào Nha mang đến một bữa tiệc cho mọi giác quan của du khách. Nhưng Bồ Đào Nha không chỉ đẹp, nơi đây tự hào với nền văn hóa phong phú, lòng hiếu khách nồng hậu và nhịp sống thư thái. Đối với những người tìm kiếm một sự thay đổi nhịp sống hoặc một nơi nghỉ hưu đầy phong cách, Bồ Đào Nha đã trở thành một ngọn hải đăng của cơ hội. Và cơ hội này nằm ở visa D7, cánh cổng cho cá nhân và gia đình trải nghiệm giấc mơ Bồ Đào Nha. Cho dù bạn là một nghệ sĩ tìm kiếm cảm hứng hay chỉ đơn giản là khao khát một cuộc sống tràn ngập ánh nắng và ẩm thực tuyệt vời, visa D7 có thể là tấm vé đưa bạn đến thiên đường. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về loại visa thay đổi cuộc đời này và khám phá xem Bồ Đào Nha có phù hợp với bạn hay không. Visa D7 là cách Bồ Đào Nha nói lời chào đến với những người đang muốn sinh sống tại Bồ Đào Nha và tự túc bằng nguồn thu nhập thụ động. Nguồn thu nhập này có thể đến từ lương hưu, thu nhập cho thuê, cổ tức hoặc kinh doanh trực tuyến. Hãy coi đây như chìa khóa để bạn mở ra một cuộc sống mới ở Bồ Đào Nha. Với visa D7, bạn có thể sinh sống, làm việc từ xa và tự do đi lại trong khu vực Schengen. Đó là 26 quốc gia ở châu Âu mà không cần kiểm tra biên giới. Nhưng visa D7 không chỉ là giấy phép cư trú, nó là con đường để nhập quốc tịch. Sau 5 năm cư trú hợp pháp, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Bồ Đào Nha, mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho bạn và gia đình. Visa D7 đặc biệt hấp dẫn vì có thể gia hạn và có thể bao gồm các thành viên trong gia đình của bạn. Vì vậy, hãy chuẩn bị hành lý, đưa những người thân yêu của bạn và sẵn sàng đón nhận lối sống Bồ Đào Nha. Cuộc sống ở Bồ Đào Nha đầy ánh nắng, biển xanh và khung cảnh thanh bình. Ngoài những lợi ích về tài chính, Bồ Đào Nha còn mang đến chất lượng cuộc sống đặc biệt. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy với âm thanh của sóng biển xô vào bờ, thưởng thức bữa sáng với bánh mì tươi và cà phê và dành cả ngày khám phá lâu đài cổ kính hoặc thư giãn trên bãi biển vàng. Bồ Đào Nha có hơn 300 ngày nắng mỗi năm là thiên đường cho những người yêu thích ánh nắng và hoạt động ngoài trời. Cho dù bạn thích đi bộ đường dài, lướt sóng, chơi golf hay chỉ đơn giản là tắm nắng, Bồ Đào Nha đều có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người. Và đừng quên ẩm thực, từ hải sản tươi sống đến các món hầm thịnh soạn. Ẩm thực Bồ Đào Nha là sự kết hợp tuyệt vời của các hương vị. Và với những loại rượu vang nổi tiếng thế giới, mỗi bữa ăn đều có thể trở thành một lễ kỷ niệm. Bồ Đào Nha cũng tự hào có tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cao, cơ sở hạ tầng tuyệt vời và môi trường an toàn để chào đón các gia đình. Visa D7 không chỉ là visa, đó là lời mời cho một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Đó là cơ hội để sống chậm lại, tận hưởng những niềm vui giản dị và tạo ra những kỷ niệm lâu dài ở một trong những điểm đến quyến rũ nhất châu Âu. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa? Hãy mở ra cánh cửa cho hành trình phiêu lưu Bồ Đào Nha của bạn và khám phá vùng đất của vẻ đẹp, sự nồng hậu và cơ hội bất tận. Visa D7 có thể chính là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm. Hãy tham gia buổi livestream của chúng tôi sẽ được diễn ra ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về chương trình thi thực D7 cũng như các cơ hội đầu tư bất động sản ở Bồ Đào Nha. Rất mong được gặp gỡ và đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng tương lai mới tại châu Âu. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với buổi livestream của chúng tôi về thị trường bất động sản châu Âu cũng như là đầu tư quốc tịch và lấy thẻ cư trú hay là đầu tư bất động sản về châu Âu. Và ở hai số trước thì chúng tôi đã nói về thị trường bất động sản và thẻ cư trú của Hy Lạp cũng như là thẻ xanh EU Blue Card của Bulgaria. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một đất nước cực kỳ nổi tiếng, một đất nước, một trong những đất nước mà thành lập đầu tiên của châu Âu, một đất nước cực kỳ nổi tiếng với nền bóng đá, với những cái bãi biển đẹp, với khí hậu địa trung hải đặc trưng, đó là đất nước Bồ Đào Nha. Và như quý vị biết thì nhắc tới Bồ Đào Nha chắc mọi người đều biết rõ về những cái nền bóng đá cực kỳ phát triển cũng như là những cái danh thủ nổi tiếng thế giới như là Luis Figo, Luis Costa hay là gần đây nhất là Cristiano Ronaldo, cầu thủ có số lượng người theo dõi mạng xã hội lớn nhất thế giới
với những một cái bài mà đăng trên mạng xã hội của anh thì nó thu về tới cả nhiều triệu đô la hay nhiều triệu euro. Đó là một cầu thủ cực kỳ nổi tiếng mà gần như là ai cũng biết và được có nhiều fan hâm mộ nhất thế giới, ai cũng biết. Thì khi mà nói đến đất nước Bồ Đào Nha thì chúng ta nghĩ ngay tới đây là một cái đất nước có vị trí địa lý cực kỳ đặc biệt, nằm ở Nam Âu, phía Nam của Âu, ở bán đảo Libera. Ở bán đảo đó thì có hai quốc gia rất là hùng mạnh với lịch sử lâu đời, đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha thì một bên là nằm cạnh đất nước Tây Ban Nha, còn mặt còn lại ấy nằm về phía Đại Tây Dương, khi mà có đường bờ biển rất là dài. Và đây là một trong những cái đất nước mà có cái vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi, khi mà họ có cái vùng biển bờ biển dài, do đó là cái đặc quyền kinh tế ở đường bờ biển của họ rất rộng, giờ dẫn tới là cái vùng mà đặc quyền kinh tế ở biển của họ diện tích gấp tới 10 lần so với cái diện tích trên 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 đất liền của họ. Họ có khoảng gần 100.000 cây số vuông, chưa đến 100.000 cây số vuông. Có nghĩa là họ về quy mô diện tích thì họ chưa đến 1/3 diện tích của Việt Nam chúng ta. Nếu mà về so sánh á, thì diện tích của họ chỉ bằng đồng bằng Bắc Trung Bộ của chúng ta thôi. Và với dân số tổng đất nước là khoảng 10 triệu người, 10 triệu người thì cũng chỉ bằng thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và với những cái lịch sử lâu đời của họ, đây là một trong những đất nước mà thành lập đầu tiên ở châu Âu, được thành lập từ thế kỷ thứ 12, và từ đấy đến nay thì không hề thay đổi. Nếu mà nhìn trên bản đồ của châu Âu ở bán đảo Liberia thì chúng ta sẽ thấy là Tây Ban Nha là một đất nước rất là lớn so với Bồ Đào Nha. Thế câu chuyện đặt ra là thế tại sao ngày xưa Tây Ban Nha đi xâm chiếm thuộc địa rất nhiều trên thế giới nhưng mà họ không thể nào xâm chiếm được Bồ Đào Nha. Thực ra thì đất nước Bồ Đào Nha còn có cả trước Tây Ban Nha, và đây là một đất nước cực kỳ hùng mạnh, với cái lực lượng quân sự và với những cái tiến bộ về hàng hải, về khoa học kỹ thuật rất là tân tiến. Một thời đất nước Bồ Đào Nha đã từng thống trị gần như là hơn một nửa thế giới. Đấy là những cái năm mà những cái thời điểm mà Bồ Đào Nha hùng mạnh nhất thế giới. Và các bạn biết là Lisbon là một thành phố, là một thủ đô của Bồ Đào Nha, và đây là một cái thành phố mà nó có từ rất là lâu rồi, từ thế kỷ thứ 12 cơ, và ra đời là chỉ sau Athens của Hy Lạp thôi, và họ còn trước cả Rome của Ý nữa cơ. Có nghĩa là về lịch sử, về mọi thứ thì Bồ Đào Nha có đầy đủ những cái yếu tố lịch sử, về văn hóa, về về những cái mà thành tựu mà họ đạt được. Đặc biệt là do ở giáp Đại Tây Dương cho nên là họ có cái đường bờ biển dài, cho đó là những cái mà về hàng hải của họ là cực kỳ phát triển. Các bạn biết là đặc quyền kinh tế của họ đứng thứ đặc quyền kinh tế về vùng biển của họ đứng thứ 11 thế giới. Và đặc điểm đối với Bồ Đào Nha là khí hậu cực kỳ ôn hòa và gần như là khí hậu mà dễ chịu nhất châu Âu, khi mà nhiệt độ trung bình quanh năm của họ nó dao động khoảng tầm từ 15 đến 18 độ. Dĩ nhiên là mùa đông có thể lạnh hơn chút xíu, mùa hè có thể nóng hơn, nhưng mà về về cơ bản ấy thì là mùa đông ở những cái nước ở Nam Âu nó rất là ấm áp, nó không như những cái nước ở Trung Âu, Bắc Âu hay là Tây Âu khác. Gần như là rất ít có tuyết ở Bồ Đào Nha, mặc dù ở biên giới phía Bắc thì lâu lâu cũng có tuyết rơi, nhưng mà chung quy lại thì đây là cái khí hậu Địa Trung Hải, cho nên là nó rất ấm áp về mùa đông. Đó là những cái mà nổi trội của đất nước Bồ Đào Nha. Đây là một trong những cái đất nước mà tiên phong về khai phá hàng hải trên toàn thế giới. Họ đã đi từ thế kỷ thứ 15. Từ thế kỷ thứ 15 là họ đã đi tàu đi khám phá thế giới, họ đi đến Ấn Độ, họ đi tìm đến Ấn Độ, họ đến Ma Cao, họ đến Đông Nam Á, họ đến cả và Brazil. Có nghĩa là họ đi vòng quanh thế giới, mà một trong những cái người mà đi khai phá nổi tiếng nhất thế giới đó chính là Vasco da Gama. Vasco da Gama thì bây giờ là một người ta đặt tên cho một cái thành phố rất là lớn của Brazil. Brazil rộng lớn như vậy nhưng mà Brazil cũng nói tiếng Bồ Đào Nha, và hiện nay thì ngôn ngữ Bồ Đào Nha là đứng thứ 6 trên thế giới, ngôn ngữ phổ thông thứ 6 trên thế giới, với khoảng hơn 200 triệu người đang sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha.
Và rất nhiều nước hiện tại thì sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha làm ngôn ngữ chính thống cho quốc gia của mình. Đó, từ thế kỷ thứ 15 là họ đã đi đến Ấn Độ, thế kỷ thứ 16 là họ đã đi đến Brazil, họ đi vòng quanh thế giới và đặc biệt là những cái nước mà Nam Mỹ, những nước mà châu Âu, họ đi xâm chiếm thuộc địa, họ mang những cái của cải vật chất ở những cái thuộc địa về và họ xây dựng cái đất, họ tạo nên một cái đất nước Bồ Đào Nha vô cùng hùng mạnh. Cho nên có những thời điểm mà người ta thống kê là một nửa thuộc địa trên thế giới này thuộc về Bồ Đào Nha, cùng với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì đi sau Bồ Đào Nha một chút, nhưng mà Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gần như là chia nửa, hai nửa thế giới ra để mà cùng nhau thống trị toàn bộ thế giới. Và đây Bồ Đào Nha cũng là một trong những nước mà đầu tiên mà buôn bán về nô lệ, khi mà tại vì họ rất là phát triển về cái mặt hàng hải, rất là nhiều tàu thuyền tàu bè đi vòng quanh thế giới, cho nên là họ mang được những cái họ vận chuyển mang những cái nô lệ từ châu Phi mang về châu Âu để mà buôn bán, để mà sử dụng xây dựng về cơ sở hạ tầng cho đất nước của họ, để mà làm nông nghiệp, để mà trồng những cái công nghiệp phát triển cho cái đất nước Bồ Đào Nha của họ. Đó. Và mặc dù là những cái nước đầu tiên buôn bán nô lệ, nhưng mà Bồ Đào Nha cũng rất là tiên phong trong cái lĩnh vực mà bỏ cái buôn bán nô lệ này, và khi mà cũng là nước đầu tiên mà bỏ cái chế độ buôn bán nô lệ. Và họ khi mà họ bỏ thì khoảng 50 năm sau những cái nước khác như là Mỹ, như là Anh, như là Pháp thì cũng mới bỏ theo cái vụ và cái chế độ mà buôn bán nô lệ này. Và hiện nay thì chúng ta thấy là ở Bồ Đào Nha thì đất nước cực kỳ phát triển với những cái thành phố thủ đô như là Lisbon cực kỳ nổi tiếng, thành phố Porto hay là những cái thành phố ven biển rất được du khách du lịch đến đến tham quan một năm rất là nhiều. Về GDP của Bồ Đào Nha, tổng thu nhập nội địa quốc dân của họ ấy, thì cũng chỉ ngang ngang với lại Việt Nam của chúng ta thôi. Nhưng mà các bạn biết là dân số Bồ Đào Nha chỉ bằng 1/10 dân số của Việt Nam chúng ta. Cho nên là những cái gì mà liên quan đến thu nhập bình quân đầu người thì đương nhiên là nó cũng sẽ gấp 10 lần Việt Nam của chúng ta thời điểm hiện tại. Một đất nước vô cùng phát triển, khí hậu ấm áp và yên bình với những cái lịch sử lâu đời. Do đó là hiện tại thì được rất nhiều các nhà đầu tư trên thế giới quan tâm, những nhà đầu tư trên thế giới tìm đến đây để đầu tư, cũng như là tìm một con đường định cư, tìm đến một cái là sở hữu một cái quốc tịch thứ hai Bồ Đào Nha, khi mà Bồ Đào Nha là một trong những cái quốc gia có cái hộ chiếu, quyền lực hộ chiếu đứng hàng top 3 thế giới. Có lẽ họ có thể đi đến 177 quốc gia trên toàn thế giới mà không cần visa, một cái con số vô cùng lớn, trong khi cái quốc gia top 1 thế giới thì đi đến 179 nước, còn họ là top 3 thế giới đi đến 177 nước không cần xin visa, hoặc là chỉ cần xin visa điện tử. Đó là một trong những cái hộ chiếu có quyền lực mạnh nhất thế giới. Thì do đó là về những cái lý do như thế, cho nên là rất nhiều nhà đầu tư đã tìm đến Bồ Đào Nha để đầu tư bất động sản, để mà sở hữu những cái visa dài hạn, để mà sở hữu những cái thẻ cư trú, sở hữu những thẻ định cư, thậm chí là có một cái lộ trình lên quốc tịch. Riêng với Bồ Đào Nha thì có một cái hay là họ có lộ trình lên quốc tịch rất là rõ ràng. Sau khi đáp ứng đủ các nhu cầu về ở, đủ các nhu cầu về việc làm, đủ các nhu cầu về thu nhập, đáp ứng đủ về nhu cầu về về tiếng Bồ Đào Nha. Tiếng Bồ Đào Nha thì họ đòi bằng A2. Đương nhiên là tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì tôi thấy nó cũng dễ chịu hơn các ngôn ngữ khác rất là nhiều. Đây cũng là một trong những ngôn ngữ phổ thông. Và điều đặc biệt là khi mà nhắc tới tiếng Bồ Đào Nha thì các bạn biết là ông Alexander Rhodes mà phát minh ra tiếng Việt của mình ấy, cũng có nguồn gốc liên quan đến từ Bồ Đào Nha. Đó là một cái liên kết giữa Việt Nam của chúng ta và Bồ Đào Nha. Bản thân tiếng Bồ Đào Nha cũng là phiên âm từ từ tiếng 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 Việt đấy mà ra, ngôn ngữ đấy mà ra, bởi vì tiếng Anh của Bồ Đào Nha là Portugal. Ngày nay thì Bồ Đào Nha cực kỳ phát triển, và phát triển về du lịch cũng như là có một số những cái sản phẩm rất là nổi tiếng như là rượu vang của Bồ Đào Nha thì vô cùng ngon và rất là nổi tiếng. 70% những cái nút chai sản xuất cho rượu vang
ở châu Âu thì là xuất xứ từ Bồ Đào Nha. Thế tại sao nó lại xuất xứ từ Bồ Đào Nha? Bởi vì là ở Bồ Đào Nha có một cái cây, có một cái loại là gọi là cây bần, cây đó chuyên để sản xuất cho nút chai của rượu vang, nhưng mà những cái nước khác thì hoàn toàn không thể có được, cho nên bắt buộc họ phải nhập những cái nút chai rượu vang đó ở Bồ Đào Nha, và 70% sản lượng về nút chai rượu vang như thế là ở Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha thì cũng có những cái cây cầu, có một cây cầu rất là nổi tiếng mang tên Vasco da Gama. Đây là một cây cầu dài nhất châu Âu với chiều dài của nó lên đến 17 km, là một cây cầu rất là đẹp. Khi mà có dịp thì các quý vị anh chị các bạn có thể đến và tham quan nó. Vasco da Gama là một nhà thám hiểm đi vòng quanh thế giới và đã đi đến Ấn Độ, đi đến châu Mỹ và đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí tên ông như tôi đã nói là còn được đặt cho một thành phố ở Brazil. Có một thời khi mà chiến tranh Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nổ ra thì vua nữ Tây Ban Nha, các vị lãnh đạo của Tây Ban Nha, nhà nước Tây Ban Bồ Đào Nha thì phải bỏ Bồ Đào Nha mà đi đến Brazil sống tạm. Khi mà Bồ Đào Nha tiến đánh khi mà Tây Ban Nha tiến đánh Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha có một thời điểm rất là mạnh và mang quân đánh luôn cả cả Bồ Đào Nha. Lúc bây giờ là Tây Ban Nha, rồi là một thời gian nữa thì Tây Ban Nha à Bồ Đào Nha lại lấy lại được cái vị thế độc lập của mình, và có những trận chiến Bồ Đào Nha còn liên một mình chống cả liên minh Bồ Tây Ban Nha và Pháp, đánh bại luôn cả Tây Ban Nha và Pháp khi mà Tây Ban Nha và Pháp quyết định xâm chiếm Bồ Đào Nha. Và đó là một trong những cái trận chiến mà nó huy hoàng nhất của lịch sử ở Bồ Đào Nha, khi mà trên cờ của Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại, nếu mà anh chị nào để ý sẽ thấy là cờ Bồ Đào Nha sẽ có cả hình cái khiên nó là hình cái khiên tượng trưng cho cái những cái trận chiến thắng anh hùng của Bồ Đào Nha khi mà chiến thắng những cái đội quân khác. Trên cờ Bồ Đào Nha thì có cả màu đỏ đó là tượng trưng cho những cái màu máu mà những người chiến binh đã hy sinh để bảo vệ đất nước Bồ Đào Nha. Đó là những cái nổi bật của Bồ Đào Nha. Riêng về Bồ Đào Nha thì còn một cái nổi bật nữa chúng ta có thể thấy, đó là cái do ở gần biển cho nên là du lịch biển rất là phát triển này, rồi đặc biệt là về năng lượng tái tạo khi mà nắng và gió rất là nhiều. Gần như là ở đất nước này thì toàn bộ những cái năng lượng sử dụng trong đất nước người ta đều từ năng lượng tái tạo, rất là xanh, rất là sạch ở đất nước này. Thì để mà tìm hiểu thêm về đất nước Bồ Đào Nha thì mời các bạn có thể xem một cái clip mà chúng tôi giới thiệu ngắn về Bồ Đào Nha ở sau đây. Và sau cái clip thì tôi sẽ nói về cái chương trình đầu tư và nhận quốc tịch Bồ Đào Nha. Nhận đầu tiên là nhận thẻ cư trú và sau đó là sau 5 năm sẽ lên quốc tịch Bồ Đào Nha. Đây là một cái chương trình rất là hay mà hiện tại rất ít các đơn vị người ta triển khai cái này, vì nó làm về ít triển khai vì là nó không phải, gần như là không phải mua bất động sản, cho nên cái tỷ suất mà triển khai cái này nó không nhiều, vì cái lợi nhuận nó mang lại gần như là không có bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng, tôi thấy nó là một chương trình hay cho nên là tôi giới thiệu các anh chị với cái chi phí rất là rẻ dành cho những người muốn thực sự định cư ở châu Âu và thực sự mong muốn lên quốc tịch, thì tôi sẽ giới thiệu ở ngay sau cái clip này. Còn bây giờ thì mời quý vị xem một cái clip về đất nước Bồ Đào Nha tươi đẹp và hào hùng khi mà chúng tôi thực hiện. Xin mời quý vị. Bồ Đào Nha, một đất nước nhỏ bé với trái tim rộng lớn, nép mình trên bán đảo Iberia, được Đại Tây Dương vỗ về, nơi đây chào đón bạn đến và sống chậm lại. Ở đây, lịch sử thì thầm từ mọi con đường lát đá đến quảng trường tràn ngập ánh nắng. Hãy tưởng tượng bạn đang nhâm nhi cà phê tại một quán cà phê vỉa hè, hương thơm của biển cả trong không khí, âm thanh của nhạc fado du dương từ một khung cửa sổ gần đó. Đây là Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha là một bữa tiệc cho các giác quan, hương vị hải sản tươi ngon được đánh bắt trực tiếp từ đại dương. Mùi thơm của gia vị trong một khu chợ nhộn nhịp, khung cảnh những ngôi nhà đầy màu sắc bám vào sườn đồi, nhìn ra Đại Tây Dương bao la. Cho dù bạn tìm kiếm sự phiêu lưu hay sự yên bình, Bồ Đào Nha đều mang đến một sự pha trộn độc đáo giữa nét quyến rũ của màu thời gian và sự tiện nghi hiện đại. Đây là một đất nước thực sự có tất cả. Nhưng quan trọng nhất, Bồ Đào Nha là nơi bạn có thể cảm thấy như đang ở nhà. Bãi biển đầy nắng ấm và thế giới khám phá ngay trước cửa nhà bạn.
Bồ Đào Nha được thiên nhiên ưu đãi với gần 1.800 km đường bờ biển tuyệt đẹp. Những bãi biển vàng trải dài được nước biển Đại Tây Dương lấp lánh vỗ về. Khung cảnh tuyệt vời cho những tín đồ mê bổ môn lướt sóng, các gia đình xây lâu đài cát và những cặp đôi tay trong tay tận hưởng làn gió biển trong lành. Nhưng Bồ Đào Nha không chỉ có những bãi biển, hãy mạo hiểm vào đất liền và khám phá những vườn nho trải dài trên những ngọn đồi, những khu rừng xanh tươi và những dãy núi hùng vĩ. Khám phá những lâu đài cổ kính nằm trên đỉnh đồi, lang thang qua những ngôi làng quyến rũ và lạc lối trong nhịp sống sôi động của Lisbon và Porto. Diện tích nhỏ gọn của Bồ Đào Nha giúp bạn dễ dàng khám phá với những điều mới mẻ ở mọi ngóc ngách. Một trong những điều để Bồ Đào Nha trở nên đặc biệt hơn cả là con người ở đây. Nổi tiếng với sự nồng hậu, thân thiện và chân thành, người Bồ Đào Nha sẽ khiến bạn cảm thấy được chào đón ngay từ khi đặt chân đến. Cho dù bạn hỏi đường hay bắt chuyện trong một quán cà phê địa phương, cũng sẽ được chào đón bằng một nụ cười và sự sẵn lòng giúp đỡ. Văn hóa Bồ Đào Nha là một tấm thảm sặc sỡ, được dệt nên từ lịch sử và truyền thống lâu đời. Từ những giai điệu du dương trên nền nhạc Fado đến những thiết kế tinh xảo của Azulejos hay những viên gạch men được vẽ tay, nghệ thuật và văn hóa đã ăn sâu vào lối sống của người Bồ Đào Nha. Trải nghiệm cảm giác hồi hộp trong một trận đấu bò tót truyền thống, lạc lối trong khung cảnh đầy màu sắc của một lễ hội địa phương, hoặc đơn giản là thưởng thức niềm vui giản dị của một bữa ăn dài, nhàn nhã với bạn bè và gia đình. Ngoài vẻ đẹp và sự quyến rũ, Bồ Đào Nha còn mang đến chất lượng cuộc sống cao. Đất nước này tự hào có cơ sở hạ tầng hiện đại, với mạng lưới giao thông, truyền thông và công nghệ tuyệt vời. Hệ thống y tế miễn phí ở Bồ Đào Nha không chỉ mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao miễn phí, mà còn có nhiều lợi ích hấp dẫn như dễ dàng tiếp cận, chăm sóc sức khỏe toàn diện và tập trung vào phòng ngừa bệnh tật. Điều này giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và cư dân tại Bồ Đào Nha, đồng thời cũng là một yếu tố quan trọng thu hút người nhập cư và du khách đến sống và làm việc tại quốc gia này. Bồ Đào Nha cũng cam kết mang đến nền giáo dục chất lượng với nhiều điểm mạnh nổi bật. Giáo dục miễn phí và bắt buộc cho trẻ em từ 6 đến 18 tuổi, giúp đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập, chú trọng đến hòa nhập và bình đẳng, học tập đa ngôn ngữ với việc học tiếng Anh và các ngôn ngữ khác ngay từ tiểu học. Hệ thống đào tạo đại học chất lượng với các trường đại học danh tiếng như Đại học Coimbra và Đại học Lisbon. Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha đầu tư mạnh vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cho dù bạn đang muốn theo đuổi con đường học vấn của riêng mình hay muốn mang đến cho con cái mình khởi đầu tốt nhất có thể trong đời, Bồ Đào Nha đều có điều gì đó dành cho bạn. Bồ Đào Nha đang có một nền kinh tế ổn định và phát triển, với những ngành mũi nhọn như du lịch, xuất khẩu và sản xuất. Ngành du lịch đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế Bồ Đào Nha, đóng góp đáng kể vào GDP và tạo ra hàng triệu việc làm. Trong năm 2022 và 2023, lượng khách du lịch quốc tế đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và giải trí. Các điểm đến nổi tiếng như Lisbon, Porto và Algarve vẫn thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Các thành phố lớn như Lisbon và Porto chứng kiến giá thuê nhà tăng mạnh, nhất là ở khu vực trung tâm. Ngay cả các vùng nông thôn cũng đang dần thu hút sự chú ý. Mặc dù giá thuê nhà có xu hướng tăng, Bồ Đào Nha vẫn được coi là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt phải chăng hơn so với các nước châu Âu khác. Cho dù bạn muốn đầu tư bất động sản, khởi nghiệp hay đơn giản là tận hưởng nền kinh tế đang phát triển, Bồ Đào Nha mang đến vô số cơ hội để tăng trưởng và thịnh vượng. Hãy đến và tự mình khám phá sự kỳ diệu của Bồ Đào Nha. Bạn có thể sẽ thấy rằng mình không bao giờ muốn rời đi. Như quý vị vừa xem thì một cái clip chỉ cần rất là ngắn thôi về đất nước Bồ Đào Nha, nhưng mà nó không thể truyền tải hết được những cái gì mà nói về cái đất nước vô cùng xinh đẹp và hùng mạnh này. Nếu có dịp thì quý vị tìm hiểu thêm và có thể tìm thấy những cái clip mà rất là hay trên mạng về giới thiệu về đất nước Bồ Đào Nha, chúng ta có thể xem thêm. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói về cái chương trình mà đầu tư nhận quốc tịch Bồ Đào Nha. Đây là gọi là cái chương trình thị thực D7 của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha nó có nhiều chương trình, nhưng mà đại khái là những chương trình thị thực vàng của Bồ Đào Nha hiện tại rất là khó xin, cực kỳ khó luôn. Thậm chí còn phải đầu tư bất động sản từ 500.000, nhưng mà chúng ta vẫn phải xếp lốt, chúng ta chờ, chứ không dễ dàng gì mà được nhận cái thị thực vàng của Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại. Nhưng chúng tôi có một giải pháp cho các khách hàng, quý vị anh chị, nếu mà có nhu cầu cư trú thực sự tại Bồ Đào Nha, chương trình này thì bắt buộc phải cư trú thì các anh chị mới làm được chương trình này nhé. Và chương trình này là dành cho những người
mà có nhu cầu cư trú thật sự, chứ không giống như những cái chương trình làm thẻ khác, ví dụ như là thẻ cư trú và thẻ EU Blue Card hay là những cái thẻ xanh khác, thì thậm chí quý vị một năm quý vị có thể, anh chị có thể tạt đến đấy một vài ngày, anh chị đi chơi tạt ngang cũng được. Nhưng với chương trình này thì chúng ta phải ở dành cho những người có nhu cầu thực sự và mong muốn ở nước ngoài thực sự. Thì đầu tiên là yêu cầu đầu tiên là mọi người là phải có nhu cầu cư trú thực sự ở Bồ Đào Nha. Cái thứ hai là lý lịch tư pháp yêu cầu là phải trong sạch. Cái thứ ba là có thu nhập thụ động từ 70 triệu một tháng trở lên. Thu nhập thụ động từ 70 triệu một tháng trở lên. Thu nhập thụ động là chính là cái gì? Là chính là những cái mà chúng ta có, không phải là đi làm, mà chúng ta có từ cho thuê tài sản. Đơn giản nhất thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta có từ việc thuê nhà, hoặc là các anh chị có những cái nhà, những cái dự án bất động sản nào mà chủ đầu tư cam kết cho thuê, thì có thể sao kê cái tài khoản cho chúng tôi mượn cái hợp đồng đó, đi công chứng hợp đồng đó, đi sao kê tài khoản ngân hàng những cái khoản mà chủ đầu tư trả thu nhập cam kết. Hoặc là các anh chị đang có những cái thu nhập, những cái mà căn hộ hay là những cái nhà mà cho thuê tổng cộng thu nhập thụ động từ 70 triệu trở lên một tháng trở lên, thì chúng ta có thể chứng minh được điều này. Và chứng minh nguồn thu nhập tự động đấy thì như tôi nói đấy, là chứng minh giấy tờ sở hữu nhà đất, hợp đồng sở hữu nhà, hợp đồng cho thuê với người thuê, với các chủ đầu tư, hoặc là hợp đồng những cái hợp đồng cho thuê dài hạn, nhưng mà phải phải từ 12 tháng trở lên nhá. Và đương nhiên là khi mà cho thuê như thế thì dòng tiền nó phải qua tài khoản, và chúng ta phải sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 6 tháng gần nhất khi mà có những cái phát sinh như thế này. Thì sau khi có được những cái điều kiện như thế, thực ra những điều kiện như thế thì nó quá đơn giản đối với những anh chị của chúng ta, vì gần như là các anh chị của chúng ta thì ai cũng có nhà để cho thuê cả, mà thuê nhà lên tới cả vài trăm triệu, lên tới tiền tỷ một tháng, chứ còn 70 triệu thì nó quá đơn giản. Thì sau khi có được những cái hồ sơ như thế thì chúng ta sẽ tiến hành bao gồm là 5 bước như sau. Đầu tiên là chúng ta phải mở một cái tài khoản ngân hàng và những cái mã số thuế ở tại Bồ Đào Nha. Thì khi mà mở ngân hàng thì chúng ta cần phải chuẩn bị, là những cái cung cấp những hồ sơ như sau rồi. Thứ nhất là hợp đồng lao động, xác nhận công việc và thu nhập. Thứ hai là sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất. Đây là tài khoản mà có trả lương của anh chị. Nếu là anh chị là chủ doanh nghiệp, hoặc là thì cho chúng tôi cung cấp cho tôi là đăng ký thành lập doanh nghiệp này, báo cáo thuế có lãi và sao kê tài khoản ngân hàng. Đó, những cái mà tôi nói thì nó đều hiện trên màn hình, các anh chị có thể đọc ở trên đấy. Tôi nhắc lại là để mở tài khoản ngân hàng thì chúng ta cần có hợp đồng lao động này, xác nhận thu nhập và công việc này. Thứ hai là sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất. Thứ ba là nếu là chủ doanh nghiệp thì cho chúng tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp, báo cáo thuế có lãi và sao kê tài khoản ngân hàng. Bước thứ hai là sau khi chúng ta mở được cái tài khoản ngân hàng đấy thì chúng ta chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng vừa mở. Số tiền nó khoảng tầm hơn 20.000 euro, khoảng tầm 600 triệu đồng là được rồi. Khoảng tầm đó. Bước thứ ba là chúng ta thuê hoặc mua nhà tại Bồ Đào Nha. Nếu là thuê nhà thì chúng ta cần cung cấp hợp đồng thuê nhà với thời hạn tối thiểu là 12 tháng. Bước thứ tư sau đó là chúng ta nộp hồ sơ online, tất cả đều là xử lý online hết. Và nhà đầu tư cần sang đại sứ quán Bồ Đào Nha tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để mà xác thực thông tin hồ sơ. Và sau khi được duyệt thì đại sứ quán Bồ Đào Nha sẽ cấp cái resident visa trong vòng 4 tháng. 4 tháng để các anh chị có thể bay sang Bồ Đào Nha để xử lý hồ sơ. Và bước thứ năm là khi mà đặt lịch hẹn với lại sở di trú ở bên Bồ Đào Nha, thì chúng ta bay từ Việt Nam sang, với cái visa chúng ta có sẵn đấy, visa 4 tháng đấy, chúng ta bay từ Việt Nam sang Bồ Đào Nha và lăn tay xin thẻ cư trú. Lần đầu tiên thì thẻ cư trú sẽ được cấp có thời hạn là 2 năm, và khi mà hết 2 năm ấy thì thẻ lại được gia hạn tiếp thêm 3 năm nữa. Quy trình xin gia hạn thì giống như là quy trình mà chúng ta nộp hồ sơ 5 bước như thế này. Quy trình gia hạn thì chúng ta giống như chúng ta nộp hồ sơ 5 bước như thế này đó. Và sau 3 năm tiếp theo thì chúng ta có thể là nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha với điều kiện là với các điều kiện là đảm bảo thời gian lưu trú tại Bồ Đào Nha. Khi mà chúng ta đủ thời gian lưu trú tại Bồ Đào Nha thì chúng ta có thể nộp đơn, sau 5 năm chúng ta nộp đơn xin nhập quốc tịch. Với các điều kiện là không được rời Bồ Đào Nha quá 6 tháng liên tục, hoặc là
8 tháng cộng dồn trong 2 năm và đạt trình độ Bồ Đào Nha cái bằng là A2. Ở đây thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị, khi mà quý vị ở Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị học 150 buổi tiếng Bồ Đào Nha để có được cái bằng A2 như thế này. Đó, thì tất cả 5 bước hoàn thành như trên ấy, thì dự kiến là khoảng 12 tháng. Và đương nhiên là quý vị cung cấp hồ sơ và chúng tôi sẽ là người xử lý, chứ còn quý vị cũng không cần phải xử lý gì cả. Quý vị chỉ cần đi qua Bangkok để mà gặp đại sứ quán để mà xin visa, nộp xin visa, sau đó là đi sang sở di trú tại Bồ Đào Nha để mà lăn tay thôi. Và khi có được cái thẻ thì quý vị có thể sang bên đấy, quý vị ở đấy trong vòng 5 năm, và sau 5 năm thì quý vị sẽ được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha. Ở đây là một lộ trình rất là rõ ràng, đặc biệt Bồ Đào Nha là mọi thứ rất là minh bạch và rõ ràng, có lộ trình cụ thể và cứ đủ điều kiện là người ta cấp. Và chúng ta nhớ là cái điều kiện mà tôi biết là các anh chị ở đây về những cái điều kiện cơ bản, về những cái điều kiện về tài chính thì rất nhiều anh chị có thể dư giả, nhưng về cái điều kiện ở thì chúng ta nhớ là chúng ta luôn phải đảm bảo thời gian lưu trú tại Bồ Đào Nha, gọi là không được rời Bồ Đào Nha quá 6 tháng liên tục hoặc là 8 tháng cộng dồn trong 2 năm. Và chúng ta có 150 buổi, chúng tôi sẽ tổ chức cái lớp học mà 150 buổi tiếng Bồ Đào Nha cho các anh chị để các anh chị có được cái tiếng bằng A2. Và tổng thời gian hoàn thành những chương trình này thì tôi nhắc lại là khoảng 12 tháng. Với chi phí thì chi phí cho cả gia đình của các bạn thì nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ tiền Việt Nam thôi. Còn việc sau đó các anh chị có thể đầu tư mua nhà hay là thuê nhà cái gì đó thì tùy các anh chị. Khi mà các anh chị trong thời gian sống ở Bồ Đào Nha, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về thị trường bất động sản ở đây. Các anh chị có thể tự quyết định mua nhà hoặc là thuê nhà, hoặc là các anh chị có thể dựa vào các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh chị trong việc tìm thuê nhà, tìm mua nhà sau đó cho nó hợp lý. Mua nhà có thể để đầu tư, có thể là để khai thác cho thuê, hoặc là dùng để ở, thì các chuyên gia của chúng tôi ở Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ các anh chị để mà làm những cái thủ tục như thế này. Thì đây là một cái lộ trình hết sức rõ ràng ở một cái đất nước mà vô cùng minh bạch tại của Bồ Đào Nha, thì dành cho những anh chị nào mong muốn thực sự có được cái quốc tịch châu Âu. Đây là dành cho những người có nhu cầu ở thật sự, hoặc là con cái của anh chị có nhu cầu định cư ở Bồ Đào Nha ở đây. Hiện nay thì theo tôi biết là trước đây Bồ Đào Nha có cái chương trình Golden Visa, bây giờ thì vẫn còn. Có những anh chị nộp hồ sơ từ 5 năm rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa được chấp thuận về cái Golden Visa đấy. Bồ Đào Nha để mà làm về cái chương trình Bồ Đào Nha này thì nó vô cùng khó cho nhà đầu tư. Mặc dù chúng ta biết là đất nước này rất là dễ sống, chúng ta biết hộ chiếu quyền lực top 3 thế giới, đất nước rất là bình yên, tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, phù hợp với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng tại sao ít người làm? Vì nó cực kỳ khó ở cái chương trình Bồ Đào Nha này. Nó chuẩn chỉnh, nó rất là những cái quy định của nó là minh bạch và rõ ràng. Do đó chương trình này chỉ dành cho những nhà đầu tư, những anh chị nào thực sự có nhu cầu mong muốn ở lại nghiêm chỉnh trong thời gian 5 năm để mà có thể lấy quốc tịch Bồ Đào Nha. Khi mà có quốc tịch Bồ Đào Nha thì chúng ta có thể sinh sống nó thoải mái hơn, có thể đi lại thoải mái khắp nơi trên thế giới, không bị ràng buộc về thời gian ở nữa. Nhưng mà trong 5 năm đầu tiên để mà được nộp đơn quốc tịch thì các anh chị phải đáp ứng về thời gian ở. Và đây là chỉ cần với cái chương trình này, visa D7 này, thì chúng ta chỉ cần ở đáp ứng được có cái bằng A2 ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha là chúng ta có thể được chấp thuận nhập quốc tịch Bồ Đào Nha, chứ không cần phải đi thi quốc tịch như những cái chương trình khác. Đây là một cái cực kỳ dễ dàng, chỉ cần đáp ứng đủ là automatic là được nhập quốc tịch, không cần phải xem xét, không cần phải thi cử, rất là dễ, nhưng mà nó có thời gian ở. Đó, nó chỉ vướng mắc ở chỗ là với những anh chị nào mà thực sự mong muốn thực sự ở, và chi phí thì vô cùng hợp lý luôn. Chi phí chỉ khoảng hơn 1 tỷ cho cả gia đình, cho tất cả thành viên trong gia đình và con cái dưới 18 tuổi, bao gồm hai vợ chồng và các con dưới 18 tuổi. Thì theo tôi đánh giá, nếu mà các chị nào mà thực sự mong muốn cho con cái mình định cư ở nước ngoài, có thời gian ở nước ngoài để sau này học tập, nghiên cứu, thì có mong muốn có một cái quốc tịch thứ hai để tiện cho việc đi lại, để tiện cho việc con cái của mình sau này có thể đi lại làm công dân toàn cầu, làm việc trên toàn thế giới,
dễ dàng làm việc xuyên quốc gia, xuyên lục địa, thì đây là một cái chương trình nó chi phí nó vừa vừa rất là rẻ mà nó lại có lộ trình rất là rõ ràng và minh bạch. Một cái hộ chiếu quyền lực top 3 thế giới mà nhiều người mơ ước, đó là một cái rất là hay, để các anh chị nào có nhu cầu thực sự thì có thể tham khảo cái chương trình này. Và nếu mà cần những cái thông tin gì thêm thì mời các anh chị có thể gọi cái số điện thoại hotline trên màn hình của chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho quý vị, hoặc là comment ở dưới những cái Facebook, những cái TikTok hay là những cái YouTube của chúng tôi sẽ phản hồi đến các anh chị. Và trong ngày mai thì cũng bằng giờ này, ngày mai thì chúng tôi sẽ live stream số cuối. Số cuối thì chúng tôi sẽ nói về các chương trình thẻ cư trú, thẻ xanh, thậm chí là cả quốc tịch của Hungary, một cái thị trường mà bất động sản mà trong khoảng 2 năm vừa qua là một cái thị trường bất động sản và thẻ cư trú mà được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất châu Âu trong vòng 2 năm vừa qua, khi mà người Việt của mình ở thời điểm hiện tại thì còn được đề xuất, chuẩn bị được đề xuất là một cái dân tộc thiểu số ở Hungary, khi mà ngày càng rất nhiều nhiều nhà đầu tư của Việt Nam chúng ta đầu tư ở Hungary ở thời điểm hiện tại. Đó là những cái gì mà xảy ra trong thời gian vừa qua, và nó là một cái xu hướng, và xu hướng không thể đảo ngược trong thời gian vừa qua. Quý vị các anh chị có thể đón chờ chúng tôi vào cái số ngày mai, bằng giờ này ngày mai chúng tôi sẽ nói về những cái chương trình thẻ và chương trình đầu tư, chương trình bất động sản của Hungary, để các anh chị có thể tham khảo. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hẹn các anh chị vào giờ này ngày mai. Xin cảm ơn.